chào tất cả các bạn. Hôm nay nhóm thông tin bất động sản Alo Căn Hộ Đất và chúng con lại tiếp tục cho các bạn tới dự án Urban Green. Hiện tại là tôi đang ở ngay là đường quốc lộ 13 đây. Tôi bắt đầu sẽ đi vào bên trong dự án. Đây là đường số 6, khu phố 6. Hiện tại thì là cái đầu này thì là cái chợ tạm là vẫn đang còn. Đây, đi vào trong này đâu đó khoảng 300-400 mét thôi là chúng ta sẽ tới vị trí của dự án rồi. Đây rồi, chúng ta đã thấy đây dự án Urban Green do khu tốt hôm phát triển. Hiện tại là phía bên ngoài dự án là đã được rào banner và đưa biển hiệu thông tin của dự án lên, thông tin giới thiệu về dự án và chuẩn ILED sống xanh. Dự án có tên là Green cho nên là về cái triết lý phát triển của nó thì sẽ là nhiều mảng xanh. Đây thực tế là công trường phía bên trong đây, ta đang thấy là khe con cái cần cẩu đây là khe con là đang thi công ở bên trong. Thì tổng thầu xây dựng là Cô Tích Công. Đây thực tế dự án đây. Thì lần trước là chúng tôi xuống đây thì là cái khu này thì cũng khá là lầy lội này. Bây giờ thì hiện tại là đã chảy bê tông ở phía bên ngoài đường này rồi. Thì có lẽ là cái đường này sau này nó sẽ mở rộng từ phía này đến mép phía bên trong này đây. Nó sẽ mở rộng lên đây. Đấy, dự án này thì quy mô của nó là 2 block. Trong đấy thì có một block là hình chữ L, nó có 2 khối. Cái tổng của căn hộ của đây là nó hơn 700 căn hộ. Thì vừa rồi là chủ đầu tư cũng đã tiến hành khởi công của dự án. Và giá dự kiến là khoảng 50-55 triệu mét vuông. Đây thực tế công trường thi công dự án này. Đấy, so với lần trước thì lần này thì nhìn là rất là đẹp. Thì dự án này thì là do Cô Tích Công là phát triển và Cô Tích Công là thi công. Thì Cô Tích Công là công ty thành viên của tập đoàn Cusco. Thì là tập đoàn này hiện tại là đang chiếm cổ phần đa số và chi phối tại tập đoàn xây dựng Cô Tích Công. Cho nên là cái điều dễ hiểu là Cô Tích Công là cái đơn vị thi công. Và nếu mà xét về cái chất lượng và uy tín của đơn vị thi công này thì chúng ta cũng biết rồi, Cô Tích Công là một trong những đơn vị thầu thi công hàng đầu tại Việt Nam. Đây, tôi thấy máy bay đi qua. Thì dự án này thì là sau này thì chắc là cũng hơi bị một cái nhược điểm hơi nhỏ đấy là nó ngay gần với lại tuyến đường máy bay đi qua nên là chắc là cũng sẽ hơi ồn. Tôi xem thực tế thì hiện tại là chúng tôi cũng là đối tác và phân phối của dự án này, cho nên là nếu mà các bạn cần thông tin tư vấn thì vui lòng liên hệ với chúng tôi, số điện thoại 0909910884. Các bạn có thể để lại thông tin nhu cầu ở phần bình luận comment để chúng tôi nắm được cái thông tin nhu cầu của các bạn để hỗ trợ các bạn tốt nhất. Đấy, nếu mà tính ra từ mép thì là khá rộng. Thì cái chợ tạm kia thì sau này thì chắc là cũng sẽ di dời thôi. Và cái cột điện là trạm điện kia, mấy cái cột điện này cũng sẽ di dời. Đây một số cái hình ảnh thông tin giới thiệu về dự án đang được trang bên ngoài. Đây mấy cái cẩu các bạn có thể thấy cái cẩu nó đang đóng cọc đây, đang đóng cọc. Đấy, đang khoan cọc nhồi. Không. Đấy, sau kia các bạn sẽ thấy là dạng Thủ Đức. Đấy. Thực ra tại bên trong thì là không vào được xem, nhưng mà chắc là nó sẽ là hoành tráng lắm đây. Đấy. Đây là xe con là thi công nhiều rồi. Rồi cảm ơn các bạn. Hôm nay đưa các bạn xem thực tế ở bên ngoài để xem nó thay đổi như nào cách đây
khoảng 3 tuần trước đây qua đây thì là nó chưa có gì, chỉ là khu đất trống và khu rào chắn gọi là tạm bợ đơn sơ, thì bây giờ thì đã khác xưa rất nhiều. Đấy, chỉ có một thời gian ngắn mà đã thay đổi. Giờ đi ra bên trong, hiện tại bây giờ ở ngoài này thì đường thì là cũng là hơi đi ra là cũng hơi bất tiện, do nó thứ nhất là cái chợ tạm này là chưa dẹp được và cái đường này cũng chưa mở rộng. Thì hy vọng là cái đường này nó sẽ mở rộng để mà khoảng 2 năm nữa thôi, để đến khi là cư dân nhận bàn giao nhà và cái đường mở rộng và đẹp. Đường này mở rộng ra thì là nó sẽ nối với quốc lộ 13. Quốc lộ 13 thì hiện tại đã có quy hoạch là mở rộng rồi, đây cũng là trục đường xương sống chính. Tuy nhiên về cái giao thông ở cái điểm này nó hơi bất tiện một chút, là đây nó là cái trục đường lộ chính lớn, cho nên là nó sẽ có cái dạng phân cách ở bên kia, nên là khi mà muốn đi về hướng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ở hướng này đây thì nó hơi bất tiện một chút, là nó hơi ngược đường vòng lên kia để vòng quay lại. Còn nếu mà chiều về thì nó xuôi chiều thì nó thuận đường. Em tôi thử đi một đoạn thì các bạn sẽ thấy, nếu mà muốn đi về trung tâm thành phố thì chúng ta sẽ đi khoảng bao xa để có điểm quay lại nhé các bạn. Ngay cả đây là có cảm giác, nói chung là cái khu này thì khu dân cư nữa xung quanh đã có đầy đủ tất cả những tiện ích xung quanh hết rồi. Đây là quốc lộ 13 và tôi đang đi về hướng Bình Dương. Đi đến tận đây rồi thì mình có cái chỗ quay xe này các bạn. Đấy, nói chung là để mà quay xe mà đi về giữa thành phố Hồ Chí Minh thì cũng một đoạn, cũng chắc cũng phải cỡ 500-600 mét đấy. Đến đây thì chúng ta đã quay xe. Đấy, đến đoạn đường giao được Hiệp Bình đây là có cái đường quay xe này. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like và share để cập nhật những cái thông tin của nhóm thông tin nút chẳng, chúng tôi sẽ review cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.